Trong kế hoạch kinh doanh trung hạn, chúng tôi nâng mục tiêu tài trợ phát triển bền vững của NEFG từ 35.000 tỷ yên lên 100.000 tỷ yên đến năm 2030. Điều này cho thấy chúng tôi đang đạt tiến bộ tốt trong cam kết bền vững và nghiêm túc hơn bao giờ hết trong việc thực hiện các hành động mạnh mẽ về khí hậu. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động thảo luận với khách hàng, với các cơ quan quản lý, bộ ban ngành của châu Á để điều chỉnh các mục tiêu ESG. Ngoài ra, chúng tôi cũng tích cực làm việc với các ngân hàng đối tác chiến lược ở ASEAN và đã ký biên bản thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và phát triển bền vững nhằm hỗ trợ chương trình Net Zero của Việt Nam. Với mạng lưới toàn cầu của mình, chúng tôi thu hút các bên liên quan trên toàn thế giới nhằm không chỉ huy động vốn mà còn thúc đẩy sự hợp tác và trao đổi kiến thức. NEFG đóng vai trò tích cực trong các sáng kiến khử carbon quan trọng tại châu Á như dự án ZB tại Việt Nam, thúc đẩy hợp tác về khí hậu xuyên biên giới. NEFG hỗ trợ cam kết không phát thải ròng của Việt Nam thông qua một loạt các giải pháp tài chính ESG toàn diện. Nhờ thành tích mạnh mẽ của NEFG trong việc tài trợ ESG và kinh nghiệm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng sạch, điều này cho phép chúng tôi hỗ trợ hiệu quả các cam kết và mục tiêu ESG của khách hàng. Hơn nữa, với vai trò chủ tịch nhóm công tác ngân hàng thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, chúng tôi hoạt động tích cực để hỗ trợ sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính Việt Nam và thúc đẩy thị trường địa phương phát triển mạnh mẽ và bền vững. Điều này bao gồm việc thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, công tư hiệu quả hơn và hoàn thiện khung pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của Việt Nam.